Hello, my dear students. Welcome to the English class. Today we will conduct a thorough review of the passive voice. Chào mừng các bạn đến với tiết học tiếng Anh. Hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại thể bị động passive voice nhé. Sẽ có 4 nội dung chính trong bài học ngày hôm nay. 1 là bị động ở dạng thường. 2 là bị động kép. 3 là dạng bị động của cấu trúc nhờ vả. Và 4 là luyện tập. Chúng ta thường sử dụng câu bị động khi nào? Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu và các tác nhân gây ra hành động đó. Mục đích của sử dụng câu bị động là như sau. Chúng ta có 4 ý. Thứ nhất, khi không biết người thực hiện hành động là ai. Thứ hai, khi không muốn nhắc đến người thực hiện hành động mà chỉ muốn tập trung vào hành động. Thứ ba, khi muốn tập trung vào đối tượng bị tác động. Và cuối cùng đó là khi muốn tỏ ra lịch sự. Chúng ta cùng đến với quy tắc chuyển câu chủ động sang câu bị động. Việc đầu tiên là các bạn sẽ xác định 3 thành phần chính của câu, đó là chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Sau đó chúng ta sẽ chuyển tân ngữ của câu chủ động xuống làm chủ ngữ của câu bị động. Vậy khi chuyển tân ngữ xuống làm chủ ngữ, nghĩa là nếu tân ngữ là him thì các bạn chuyển về làm chủ ngữ, các bạn phải đổi thành he. Nếu tân ngữ là her, bạn sẽ chuyển về chủ ngữ là she. Ok? Tương tự như vậy, ta sẽ đưa chủ ngữ xuống làm tân ngữ đặt sau chữ by. Và động từ cũng sẽ bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất đó là động từ to be. Và thứ hai đó là động từ chính đưa về verb by ed. Thế thì động từ to be không phải lúc nào cũng là be. Mà bạn sẽ chia theo thì, theo dạng của động từ chính. Được chưa? Và động từ chính luôn luôn đưa về verb by ed. Được chưa? Theo thì, theo dạng của động từ chính. Nghĩa là động từ chính đang chia thì nào thì động từ to be sẽ chia ở thì đó. Cô cho mình qua một cái câu ví dụ như sau. Columbus discovered America in 1492. Ở đây chúng ta có Columbus là chủ ngữ, discovered là động từ và America là tân ngữ. Và còn cái phần là in 1492 đó là adverb of times, trạng từ chỉ thời gian. Ok? Và chúng ta có công thức là chủ ngữ, xong đó đến be, đến verb by ed và đến by object. Thế thì bây giờ, cái discovered là thì quá khứ đơn, tức là đang chia verb by ed. Vậy thì mình cũng chia động từ to be ở verb by ed luôn. Đấy, được chưa? Và America khi các bạn đưa xuống thì là số ít, cho nên chúng ta dùng động từ to be ở quá khứ dạng số ít, đó là America was discovered by Columbus in 1492. Ok? Có một số lưu ý trong câu bị động như sau. Thứ nhất là by cộng tân ngữ luôn đứng sau trạng từ chỉ nơi chốn và đứng trước trạng từ chỉ thời gian. Được chưa? Vậy ta sẽ có trật tự là nơi chốn trước rồi đến by tân ngữ rồi mới đến thời gian. Cô lấy ví dụ như sau. The books are arranged on the shelf by her every weekend. Những cuốn sách được sắp xếp ở đâu? Ở trên kệ. Với ai? Với cô ta. Khi nào? Vào mỗi cuối tuần. Được chưa? Và nếu khi các bạn làm bài á, nó chỉ có 2 cho đến 3 yếu tố trên thì các bạn phải sắp xếp theo đúng trật tự. Cô lấy ví dụ nếu như có thời gian và nơi chốn thì các bạn phải đặt nơi chốn trước, thời gian sau. Nếu có bài với thời gian thì thời gian luôn đứng cuối cùng. Ok. Lưu ý tiếp theo là trong câu bị động có thể bỏ by people, by us, by them, by someone, by him and by her. Ok. Nếu chỉ đối tượng không xác định. Vậy cũng tương tự như ví dụ trên thì cái phần by her này các bạn có thể lược bỏ đi, ok? Nhưng nếu mà bạn muốn sử dụng vẫn ok, không sao cả. Nhưng nếu mà sử dụng thì mình phải đặt đúng vị trí, vẫn là nơi chốn rồi đến by object rồi mới đến thời gian, ha. Chúng ta cùng tìm hiểu công thức bị động chi tiết của các thì ha. Đầu tiên đó là thì hiện tại đơn. Ở công thức chủ động, ta có chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu hoặc thêm s hoặc es cộng tân ngữ. Vậy khi chuyển sang bị động, chúng ta đưa tân ngữ xuống làm chủ ngữ. Và động từ ở đây đang chia hiện tại đơn. Vậy hiện tại đơn của động từ to be sẽ có 3 dạng, đó là am, is hoặc là are. Và động từ chính ta sẽ đưa về với by ed. Được chưa? Và sau đó là chủ ngữ đưa xuống làm tân ngữ đặt sau by. Thế thì động từ to be ở đây có 3 dạng, chúng ta sẽ lấy dạng nào? Đó là tùy thuộc vào cái tân ngữ bạn đưa xuống làm chủ ngữ, nó là số nhiều hay số ít. Ok. Động từ to be ta chia theo thì của động từ chính nhân theo số lượng ít nhiều là của chủ ngữ. Ok. Chúng ta vào ví dụ.
Ann plays football on Sunday. Được chưa? Vậy ở đây ta có câu này là ở hiện tại đơn ha, ở chữ plays. Bây giờ ta sẽ đưa football là tân ngữ xuống làm chủ ngữ, được chưa? Và football sẽ là số ít. Vậy ta lấy động từ to be là is, và chữ play thì ta sẽ đưa về verb 3 ed. Ở đây là ed ha. Sau đó đến by Ann, rồi mới đến on Sunday. Bạn thấy ở đây có hai yếu tố, đó là bởi tân ngữ và với thời gian thì thời gian luôn đặt cuối cùng. Ok, chúng ta cùng đến với thì tiếp theo, đó là thì hiện tại tiếp diễn. Và câu chủ động ta sẽ có là chủ ngữ cộng với động từ bao gồm am, is, are cộng với verb in và cộng với tân ngữ. Tương tự câu bị động ta sẽ đưa tân ngữ xuống làm chủ ngữ. Bây giờ động từ của chúng ta là am, is, are trước thì đó là của thì chúng ta vẫn giữ lại động từ là am, is, are. Tuy nhiên nó là am, is hay are thì tùy thuộc vào cái chủ ngữ bạn đặt ở phía trước, được chưa? Cái tân ngữ bạn đưa xuống nó là số nhiều hay số ít. Bây giờ động từ chính của mình là verb in thì động từ to be của mình cũng đưa về verb in, tức là be in. Và bây giờ mới đưa động từ chính về verb 3 ed. Ok, sau đó cộng với by object. Chúng ta có câu ví dụ như sau: Ann is playing football. Vậy ở đây là is playing là hiện tại tiếp diễn. Vậy tương tự ta cũng đưa football xuống dưới làm chủ ngữ, được chưa? Và football cũng không đếm được thì ta dùng số ít. Ok, sau đó là being played by Ann. Football is being played by Ann. Ok, câu tiếp theo đó là thì hiện tại hoàn thành. Ở câu chủ động ta có là chủ ngữ cộng với have hoặc là has cộng với 3 ed cộng tân ngữ. Ok, vậy tân ngữ đưa xuống làm chủ ngữ. Động từ của mình sẽ bao gồm là have hoặc là has, đó là trợ động từ của thì ta vẫn mang xuống. Lưu ý vẫn là số ít hoặc là số nhiều tùy thuộc vào chủ ngữ. Và động từ chính của mình đang ở verb 3, cho nên động từ to be của mình cũng ở verb 3 ed. Được chưa? Vậy thì đây là been rồi mới đến verb 3 ed. Và tân ngữ đưa ra là đứng sau rằng by. Ok, cô có câu ví dụ: Ann has played football for 30 minutes. Ok, động từ has played. Vậy bây giờ chúng ta đưa football xuống là số ít. Vậy thì has been played. Ok, và by Ann rồi mới đến for 30 minutes. Bởi vì cô đã nói rồi, ở đâu, bởi ai, khi nào. Vậy bởi trước rồi mới đến khi nào, thời gian đạt cuối cùng. Ok, chúng ta đến với thì tiếp theo, đó là thì quá khứ đơn. Ở câu chủ động ta có là chủ ngữ cộng động từ ở cột số 2 hoặc là ed cộng tân ngữ. Và chuyển sang bị động ta cũng đưa tân ngữ xuống làm chủ ngữ. Bây giờ động từ của chúng ta là chia cột 2 ed, cho nên động từ to be của mình cũng chia cột 2, đó là was hoặc là were. Sau đó đến động từ chính ta đưa về cột 3 là ed và by tân ngữ. Ok, vẫn nhớ giùm cô là động từ to be số ít hay số nhiều là tùy thuộc vào tân ngữ bạn đưa xuống làm chủ ngữ nha. Cô có câu ví dụ như sau: Ann played football in the park last Sunday. Ann chơi bóng đá ở trong công viên vào chủ nhật tuần trước. Vậy cô cũng sẽ đưa football xuống làm chủ ngữ, và đó là số ít là was played. Ở đâu? In the park. Bởi ai? By Ann. Khi nào? Last Sunday. Ok, vào cái chủ nhật tuần trước. Ok ha. Công thức bị động tiếp theo đó là của modal verb. Chúng ta có một số modal verb như là will, would, can, could, may, might, vân vân ha. Ở câu chủ động là chủ ngữ cộng với modal verb, và sau modal verb là động từ nguyên mẫu, sau đó cộng tân ngữ. Ta sẽ đưa tân ngữ xuống làm chủ ngữ. Động từ đứng sau modal verb là nguyên mẫu, cho nên động từ to be của mình cũng sẽ là nguyên mẫu rồi mới đến verb 3 ed. Được chưa? Nghĩa là modal verb cộng với be cộng với verb 3 ed và đến by object. Cô lấy ví dụ như sau: Ann can play football. Ann có thể chơi bóng đá. Vậy football can be played by Ann. Ok, và các bạn nhớ dùng cho cô là ta vẫn giữ nguyên modal verbs từ câu chủ động sang câu bị động. Ok, chúng ta cùng đến với bản tổng hợp chuyển đổi thì trong câu chủ động sang bị động. Năm thì: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn và động từ khiếm khuyết chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ. Ok, bây giờ từ những cái quy tắc như vậy, hãy chuyển đổi giúp cô các thì còn lại. Thứ nhất đó là thì quá khứ tiếp diễn. Công thức chủ động cô cho rồi ha, chủ ngữ cộng was hoặc là were cộng verb in cộng với tân ngữ.
Vậy bây giờ động từ chính của mình là verb in, cho nên động từ to be của mình cũng đưa về verb in, đó là be in. Ok, vậy các bạn đọc thêm, đọc nguyên cái công thức cho cô xem nào. Chủ ngữ was, were cộng be in. Ok, rồi mới đến verb ed. Rất tốt. Quá khứ hoàn thành nè, chủ ngữ cộng had cộng verb ed. Vậy động từ to be của mình cũng đưa về verb ed ở bên câu bị động. Đọc lên cô nghe nhé. Chủ ngữ cộng had cộng been rồi mới đến verb ed. Ok, very good. Tương lai đơn, bạn thấy là ở đây là will cộng verb không, cho nên động từ to be của mình cũng verb không. Vậy là will be cộng verb ed. Rất tốt. Tương lai gần, chủ ngữ cộng am, is, are cộng verb going to cộng verb nguyên mẫu. Vậy thì tương tự thôi, verb nguyên mẫu thì động từ to be nguyên mẫu, am, is, are going to là của thì. Chúng ta cứ giữ lại và nhớ là số ít hay số nhiều là tùy thuộc vào cái tân ngữ bạn đưa xuống làm chủ ngữ. Vậy ta sẽ có là chủ ngữ cộng am, is, hoặc là are cộng going to cộng be và cộng verb by đi. Rất tốt. Ta cùng vào thực hành ha. Hãy chuyển những câu sau sang câu bị động giúp cô. Câu thứ nhất, the room clean every day, và người ta cho động từ clean. Vậy ở đây ta có every day, đó là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Vậy ta chia hiện tại đơn bị động thì động từ to be ta cũng chia hiện tại đơn, đó là am, is hoặc là are. The room ở đây là số ít, ta sẽ dùng is, và clean ta đưa về ed. Ok, vậy ta có là the room is cleaned every day, căn phòng được dọn sạch mỗi ngày. Ok, ta đến với câu tiếp theo. Ở đây chúng ta nhìn thấy trong câu ví dụ ta có chữ yesterday, đó là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Ok, và ta sẽ chia bị động quá khứ đơn ha. Đại ý là gì? Tôi không được nói về cái cuộc họp ngày hôm qua, không được thông báo về cuộc họp ngày hôm qua. Ok, thế thì ở đây yesterday là quá khứ đơn, thì ta sẽ chia bị động của quá khứ đơn. Và động từ to be sẽ chia về quá khứ, và chủ ngữ là I thì số ít là was, có nói là wasn't. Và cột 3 của động từ tell là told. Vậy ta có là I wasn't told about the meeting yesterday. Tôi không có được thông báo, không được bảo về cái cuộc họp vào ngày hôm qua. Ok, câu ví dụ tiếp theo. Nhìn vào đây các bạn sẽ thấy dấu hiệu nhận biết của thì trong câu đó là chữ yet. Yet là dấu hiệu của thì hiện tại, hoàn thành. Ok, và đây là một câu hỏi, vậy chúng ta cũng chuyển đổi bình thường, và sau đó thì ta sẽ đưa trợ động từ lên trước chủ ngữ. Vậy ở đây hiện tại hoàn thành là have has cộng verb 3. Vậy bị động là have has cộng với been cộng verb 3, đúng không? Vậy chủ ngữ là you thì ta dùng trợ động từ là have, và cột 3 của động từ show thì một là các bạn sẽ dùng ed, hai là các bạn sẽ dùng động từ cột 3 đó là shown. Ok, vậy ta có là have you been shown what to do yet. Ok, bạn đã được hướng dẫn cái gì để làm hay chưa. Ok, câu này thì các bạn thấy là the work must. Vậy must ở đây là modal verb, đúng không? Và chúng ta đã biết rồi, sau modal verb thì ta cộng động từ nguyên mẫu. Vậy động từ to be của mình cũng sẽ là nguyên mẫu rồi mới đến verb 3. Vậy ta đó là the work must be completed. Ok, công việc phải được hoàn tất. Ok, chúng ta cùng đến với phần thứ hai của câu bị động, đó là bị động kép. Ở dạng chủ động ta có công thức chủ ngữ thứ nhất cộng động từ thứ nhất, sau đó đến that cộng chủ ngữ thứ hai và động từ thứ hai. Ở câu bị động thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất ta dùng chủ ngữ it, và bị động ở đây tức là mình chia bị động của động từ thứ nhất. Và bị động thì phải có hai yếu tố, đó là be cộng với verb 3. Be bạn luôn nhớ chia theo thì của động từ chính ha các bạn, và động từ chính luôn đưa về verb 3. Ok, và sau đó thì các bạn viết lại phần that cộng chủ ngữ 2 cộng verb 2. Cách thứ hai là mình sẽ dùng chủ ngữ 2 đưa xuống. Ok, và vẫn chia bị động của động từ thứ nhất bình thường, vẫn be cộng verb 3. Lưu ý be sẽ chia theo thì của động từ thứ nhất là một. Cái thứ hai là bạn phải xem xét coi là số ít hay số nhiều, do là mình sẽ đưa chủ ngữ 2 xuống đó các bạn. Ok, và phần tiếp theo là các bạn sẽ so sánh cho cô giữa verb 2 và verb 1 có cùng thì hay không. Ok, nếu verb 2
cùng thì với verb 1 hoặc là verb 2 xảy ra sau verb 1 thì chúng ta sẽ chia về to verb nguyên mẫu. À, verb nguyên mẫu này là verb thứ hai đưa về dạng nguyên mẫu. Ok. Trường hợp thứ hai đó là bạn sẽ đưa về to have cộng verb 3 ed của động từ thứ hai nếu động từ 2 xảy ra trước động từ 1. Được chưa? Vậy để giúp các bạn hiểu rõ hơn thì cô kể một cái trục thời gian ở đây. Được chưa? Với các mốc thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy xảy ra cùng thì là sao? Cùng thì có nghĩa là nếu V1 hiện tại, V2 cũng chỉ hiện tại. Hoặc V2 quá khứ, V1 cũng quá khứ. Được chưa? Đó là trường hợp cùng thì. Trường hợp V2 xảy ra sau V1 là sao? V1 nếu ở hiện tại thì V2 ở tương lai. Đó gọi là V2 xảy ra sau. Tại vì hiện tại rồi mới đến tương lai phải không các bạn? Được chưa? Còn trường hợp V2 xảy ra trước V1 là sao? Là nếu mà V1 ở hiện tại thì V2 ở quá khứ. Vậy quá khứ xảy ra trước rồi mới đến hiện tại. Thì lúc này là ta coi như hành động V2 là hành động đã xảy ra trước và đã hoàn thành rồi. Ta chia về to have cộng verb 3 ed. Ok. Để các bạn hiểu rõ thêm thì chúng ta vào ví dụ ha. Cô có ví dụ thứ nhất. They say that Tom and Harry are good doctors. Họ nói rằng Tom và Harry là những bác sĩ tốt. Ok. Vậy chủ ngữ 1 là they, động từ 1 là say. Ok. Sau đó đến that và chủ ngữ 2 của mình là Tom and Harry và động từ 2 là are. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cách thứ nhất, đó là chủ ngữ it. Và bây giờ chữ say của mình đang ở hiện tại, cho nên cô cũng chia động từ này về bị động là thành e sat. Ok. Và sau đó mình viết lại, không thay đổi gì cả. Ok. That it is said that Tom and Harry are good doctors. Ok. Cách thứ hai là cô đưa Tom and Harry xuống. Ok. Vậy Tom với Harry chỗ này bây giờ cô sẽ chia bị động của động từ say đúng không? Nhưng mà bây giờ chủ ngữ là Tom với Harry thì là hai người, thì là đa số nhiều, thì cô sẽ dựa đổi thành là are sad. Ok. Bây giờ sad say verb 1 ở hiện tại, are verb 2 ở hiện tại, vậy là cùng thì đúng không? Vậy ta sẽ đưa về to cộng verb nguyên mẫu. Vậy nguyên mẫu của động từ are là be, to be good doctors. Được không? Ok. Ví dụ thứ hai nha các em. They think that he died a natural death. Chúng ta có chủ ngữ 1 là they, động từ 1 là think, chủ ngữ 2 là he và động từ 2 là died. Ok, cách thứ nhất chúng ta sẽ dùng chủ ngữ it. Vậy tương tự chúng ta cũng chia bị động của động từ think. Think ở đây chia hiện tại, vậy ta đưa về bị động là is, cột 3 của think là thought, he thought. Và phía sau thì chúng ta viết lại. Ok. Cách thứ hai, ta sẽ đưa he xuống, chủ ngữ 2 xuống, ok. Và he ở đây thì cũng là số ít, cho nên ta cũng vẫn giữ là chữ he thought. Nhưng bây giờ cái chữ verb 2 của mình là died. Die này đang chia quá khứ và thing là hiện tại. Vậy quá khứ rồi mới đến hiện tại. Vậy là verb 2 xảy ra trước verb 1. Vậy cô sẽ đưa về to have died a natural death. Ok. Chúng ta vào thực hành nhé các em. Câu thứ nhất. They think that she is innocent. Ok. Vậy ở đây cô đã phân biệt cho các bạn hai động từ. Động từ thứ nhất là think. Động từ thứ hai là is. Ok. Chúng ta làm câu thứ nhất. Dùng chủ ngữ it. Ok. Và think ở đây là chia thì hiện tại đơn. Ok. Thế là động từ to be của mình cũng chia hiện tại luôn. Đó là is. Và cột 3 của thing là thought. Ok. Và sau đó thì chúng ta viết lại cái mệnh đề that. Ok. Câu thứ hai, đưa chủ ngữ 2 lên she. Và she ở đây cũng là số ít, cho nên ta cũng dùng a thought. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh này. Thing là hiện tại đơn, is cũng hiện tại đơn. Vậy hai cái này cũng cùng thì. Ok. Vậy ta sẽ đưa về to cộng verb nguyên mẫu. Nguyên mẫu của chữ is là be. Vậy ta có to be innocent. Ok. Họ nghĩ rằng cô ta là vô tội. Câu thứ nhất, được biết là, được nghĩ là cô ta là vô tội. Hoặc là cô ta được nghĩ là vô tội. Ok. Câu tiếp theo. They rumored that he was living there. Họ đồn rằng
anh ta sống ở đó. Ok, cái thứ nhất, ta dùng chủ ngữ it. Ok, rumor ở đây chỉ thị quá khứ, phải không các bạn? Vậy thì động từ to be chi ở dạng quá khứ, số it là was và rumor ed ta cũng viết lại. Ok, và viết lại mệnh đề that. Ok, cách thứ hai, ta đưa chủ ngữ hai xuống là he. Ok, và he cũng số it cho nên ta cũng dùng was rumored. Và bây giờ bạn thấy chủ ngữ một là rumor, quá khứ đơn, và động từ hai was cũng quá khứ đơn. Vậy tương tự ở đây cùng thì, được chưa? Bạn cũng đưa về nguyên mẫu của động từ was là be. Vậy ta có to be living there. Ok. Câu tiếp theo. They believe that the man escaped in the stolen car. Họ tin rằng người đàn ông đã trốn thoát ở trong một cái chiếc xe hơi ăn trộm. Ok. Bây giờ các bạn làm cho cô nha. Cái thứ nhất đi. Ok, chủ ngữ it. Believe, verb 1, đang chia ở hiện tại. Vậy động từ to be cũng chia ở hiện tại. Vậy it is believed. Ok, và sau đó ta viết lại mệnh đề đã. Ok, cách thứ hai, ta đưa chủ ngữ 2 lên. Đó là the man. Và the man ở đây cũng là số it. Ta sẽ chia e believed. Ok, bây giờ verb 1 của mình là believe, hiện tại đơn. Verb 2 của mình là escaped, quá khứ đơn. Vậy quá khứ thì xảy ra trước hiện tại, cho nên ta chia về hoàn thành, đó là to have escaped in a stolen car. Ok, người đàn ông tin rằng là đã trốn thoát ở trong một cái chiếc xe đã ăn trộm. Ok, chúng ta làm thử qua dạng trắc nghiệm nha các bạn. People think that Steve stole the money. Người ta tin rằng Steve đã ăn trộm số tiền. Ok, vậy cô đã xác định cho các bạn là hai động từ verb 1 và verb 2. Vậy verb 1 là hiện tại đơn, verb 2 chỉ quá khứ đơn. Ok, các bạn suy nghĩ xem phương án nào là đúng. Ok, cô nghĩ đó là phương án A. Ok, vậy cô phân tích ha. Bây giờ người ta, câu A, người ta đưa chữ Steve chính là chủ ngữ 2 lên, thì người ta chỉ bị động của động từ think và e thought, chính xác. Và tiếp theo là stole là xảy ra trước, ta nên ta đưa về to have stolen the money, được chưa? Vậy câu B sai chỗ nào? Câu B người ta dùng chủ ngữ là it, vậy thì mình cũng chia e thought, tại vì chữ think là hiện tại nhưng đây lại chia quá khứ, cho nên câu B sai chỗ was thought. Ok, câu C, câu C vẫn dùng chủ ngữ là people, tức là giống như câu đề, nhưng lại chia bị động là are thought. Ok, cho nên cũng sai. Câu D thì sao? People think that the money is stolen. Người ta nghĩ rằng số tiền bị ăn trộm. Nhưng trên câu đề của mình, á, số tiền bị ăn trộm là đã ăn trộm rồi. Đã bị ăn trộm rồi, đó là quá khứ. Nhưng xuống đây lại chia hiện tại, bị động của hiện tại, cho nên sai. Ok, vậy đáp án của mình là câu A ha các bạn ha. Câu tiếp theo, people believe that 13 is an unlucky number. Người ta tin rằng số 13 là một con số không may mắn. Các bạn xem phương án nào là phương án đúng nè. Cô xác định hai động từ cho các bạn. Cả hai động từ này đều chỉ ở thì hiện tại đơn. Đúng rồi, cô cũng nghĩ như vậy. Đó là phương án D. Ok. Thế thì những câu khác sai cái gì nè? Bây giờ chúng ta nhìn nha. Câu A, bạn nhìn là it was believed. Nếu mà dùng it thì chủ ngữ là it thì chúng ta sẽ chia động từ. Ở đây believe là hiện tại đơn thì chúng ta phải chia is believed, đúng không? Ở đây lại chia was believed, cho nên sai chỗ đó. Câu B, 13 is believed an unlucky number. Câu này nó sai nguyên vế sau, tại vì khi đưa 13 lên tức là chủ ngữ 2, mà chủ ngữ 2 thì phải là e believe, và sau đó bạn so sánh giữa verb 1 verb 2 thì nó phải có công thức là to verb, đúng chưa? Vậy phải là to be mới đúng. Vậy ở đây là đưa về an unlucky, một cụm danh từ ở đây là sai luôn. Ok. Câu C, that 13 is an unlucky number e believe.
rằng 13 là con số không may mắn được tin. Cái ngữ nghĩa của nó là không có đúng, ok? Và cấu trúc cũng không có luôn. Vậy phương án D là hoàn toàn hợp lý, ok? Chúng ta qua phần thứ 3, bị động của cấu trúc nhờ vả. Khi bạn muốn nhờ ai đó làm việc gì cho mình, thì bạn có thể dùng cấu trúc nhờ vả với động từ have hoặc là get. Cách dùng này thì thường được dùng với mục đích là nhấn mạnh cái quá trình hành động hơn là người thực hiện công việc đó. Ok, vậy thì đối với get và câu chủ động, tức là sau get ta sẽ cộng với tân ngữ là người, thì động từ sẽ là to cộng verb không. Ok, và câu bị động là nếu mà sau chủ ngữ cộng get cộng vật thì đó là verb 3 ed. Cô có câu ví dụ: I get my father to wash my car. Vậy ở đây my father đứng sau get là người, thì ta sẽ chia động từ wash thành to wash. Tôi nhờ ba tôi rửa xe cho tôi. Được chưa? Câu thứ hai: John gets his shirt clean. Anh ta nhờ người giặt áo cho anh ta. Ok, quan trọng là áo được sạch thôi, được chưa? Ai giặt cũng được. Ok, thứ hai đó là động từ have. Tương tự như vậy, sau have là người thì sẽ là câu chủ động và ta sẽ cộng verb nguyên mẫu. Nếu nào sau have là vật thì đó là bị động và ta sẽ đưa về verb by đi. Có ví dụ: I have my bike repaired by my father. Tôi nhờ ba sửa xe cho tôi. Ok. Rick will have his hair cut. Rick sẽ nhờ người cắt tóc cho anh ta. Ok. Và ở đây nếu mà tóm lại thì bạn thấy get và have nó giống nhau ở dạng bị động, tức là sau have và get mà cộng với vật thì ta sẽ đưa về verb by ed. Còn chỉ khác ở dạng chủ động thôi, đó là sau get mà là chủ động thì sẽ là to verb, còn have mà chủ động sẽ là verb nguyên mẫu. Ok. Thực hành ha. Hãy hoàn tất những câu sau sử dụng bị động. Ok. Ở đây chúng ta có 6 câu và các động từ nhờ vả thì cô đã highlight lên cho các bạn rồi. Vậy chúng ta chỉ xem xét là đằng sau những cái động từ nhờ vả là have hoặc là get, nó là người hay vật. Ok. Vậy câu thứ nhất: The cycle had her car. Vậy her car ở đây là vật, vậy thì đây là bị động, vậy ta chia về verb by ed. Vậy đây là repair thì ta đưa về trường hợp ed ha. Repaired by a mechanic. Toshiko nhờ người kỹ thuật sửa xe cho cô ta. Ok. Câu thứ hai: Alan got Marvin. Vậy Marvin là người, vậy ở đây là chủ động thì động từ tie ta đưa về nguyên mẫu có to. Alan got Marvin to tie her paper. Alan nhờ Marvin đánh máy văn bản cho cô ta. Ok. Number 3, các bạn làm xem. So got là our house, người hay vật nào? Nhà của chúng tôi là vật. Vậy là bị động. Verb 3, đúng rồi, verb 3 ed. Vậy đó là painted, đúng rồi. We got our house painted last week. Ok, chúng tôi nhờ người sơn lại nhà vào tuần trước. Number 4, Mark got his transcripts. His transcript ở đây là bản sao tài liệu của anh ta thì được gửi tới trường đại học. Vậy ở đây là vật thì là bị động, ok? Sent. Ok, ba cột của động từ sent. Vậy là Mark nhờ người gửi cái bản sao tài liệu đến trường đại học cho anh ấy. Câu thứ 5, Maria is having her hair. Her hair ở đây là vật đúng không? Vậy ta đưa về cột 3. Vậy cột 3 của động từ cut cũng là cut. Ba cột giống nhau. Cut. Maria is having her hair cut tomorrow. Và câu cuối cùng: Will Mr. Brown have the porter? The porter ở đây là người, đó là người gác cổng, người khuân vác. Được chưa? Vậy thì đó là chủ động. Vậy ta sẽ đưa carry về nguyên mẫu. Ok. Will Mr. Brown have the porter carry his luggage to his car? Liệu rằng Mr. Brown sẽ nhờ người gác cổng xách hành lý của anh ta tới xe, ra xe cho anh ta hay không? Đúng không? Ok. Wow, các bạn rất là giỏi. Đã học xong rồi. Thanks for your attention. Cảm ơn các bạn đã tập trung theo dõi ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Bye bye.